Mời mọi người ăn rau cải thảo luộc này, thịt rán này, cá bống kho này, giò nhá. Trời ơi, đang đói quá chừng luôn mà tự nhiên gặp thế này thì khác gì như kiểu ăn mày vớ phải chiếu manh không? Rồi, mọi người có nghe tiếng nuốt nước miếng không? Trời ơi, đói quá trời quá đất luôn. Ôi trời ơi, miếng ăn đến hôm để rơi. Ôi cá bống của tôi, trưa nay thấy bảo mẹ làm cháy đây. Có cháy thật nha. Bố chửi cho quá trời quá đất đây. Đây đuôi cá bị cháy này. Cá ngon thế này cơ mà. Bảo sao bố chửi phải không? Còn bất hiếu quá. Cá ngon lắm. Bố chức công, bố chức của nên bố chửi. Nhưng mà công nhận là cá ngon thật, nhức nách luôn. Miếng cá quá xinh luôn ạ. Ngon lắm. Đây là tên tội phạm đang ngồi nhìn mẹ ăn. Chào mẹ tí nhá, mẹ ăn nhá. Hôm nay phùn quá trời nước bọt luôn này. Đây, mọi người nhìn đây nè, ngoan chưa? Quá trời ngoan luôn, đang nhìn mình ở trong. Thôi mẹ xin phép mẹ ăn tiếp nha, mẹ ăn đói nha. Bữa tối này quá trời đạm luôn, giò. Thịt nướng cái này tẩm ớt này, ngon không mọi người nào? Xong còn cá kho nhức nách nữa. Toàn món ngon. Trời ơi. Thịt nó ngọt, nó thơm, nó ngon quá. Cái này trông như là thịt vai ra ấy, sao ngon thế này. Mỡ nào, mềm, nhức cái nách luôn. Ăn như kiểu là đang ăn thịt bò bít tết nhỉ, cắt 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 nè. Trời ơi, mềm kinh khủng luôn, đúng thịt thì thịt vai rồi, ngon lắm. Ngon thế, vừa thơm vừa ngon vừa cay cay mặn mặn. Bố mình ngoài khi ướp hay cho ớt vào đây ăn ngon. Đúng lên chuẩn 100% thịt vai. Này, nạc nạc này, mơ mỡ này, mềm nữa, thơm nữa. Quá trời ngon. Ngon quá. Thật là hồi tuổi thơ thì có vất vả, nhưng mà về sau bây giờ càng lớn, tất nhiên là cũng có vất vả, nhưng mà rất là vui vì được bố mẹ cho ăn hàng ngày. Ngon quá. Sắp không được ăn á. Mẹ ở ông nhá. Mẹ ở ông là ông ơi, sắp có đòi ăn này. Được không? Đây mẹ ngồi cạnh con nhá.
Ngon lắm. Kẹo thịt ngon nhất cái nách luôn. Vừa mềm, vừa ngọt, vừa thơm. Nước mắm mì chính ướp vừa đủ ớt. Lại phun nước bọt đấy. Ngon quá, ăn như ở thịt các bếp vậy. Ngon thế không biết được. Thóc nhanh biết ăn đi, ông nấu món ăn ngon quá trời. Ngon quá. Giờ thịt mọng nước quá. Ngon quá, đang đói. Ông cứ nấu ăn ngon này thì bố ai mà chịu được nhỉ. Ngon quá, thịt ngon quá. Làm con cá bống nào hết thịt rồi. Cá bống ngon quá. Chán món tốn cơm không? Thôi. Con bống này to quá vậy, ngăn làm hai. Ngon quá. Cá bống này thơm thơm mùi cứ khói. Chỉ vì nồi cá bống của bố mà mẹ bị chửi đấy, mẹ của mình, tại ông mãi mới mua được cá bống mà hiếm khi mới gặp chứ rồi ngày nào cũng gặp được cá bống đâu. Ông mua về ông kho cho cả nhà ăn ngon như thế. Mà nỡ lòng nào làm cháy của ông. Tiếc công tiếc của. Nào ăn rau nè. Trời ơi con quá trời vậy. Rau là rau xào, cha mình cũng cứ tưởng là
rau luộc. Tại vì ăn có thấy gừng ở trong này với hành phi. Nhìn thấy xoáy to này mình tưởng luộc. Ngon. Rau xào tươi mát mùi gừng. Thêm một thằng tóc mà nữa quá trời ngon. Cho cắn miếng nào. Đẹp dài thế không biết được. Món nào cũng ngon này, chết dở. Cơm ngon. Này, đứng cậy đẹp ra mà lắm mồm ở đây nhá. Ngon quá, xào ấm ấm mới ăn ngon. Nào ngoan nào. Tí nữa bố trông mày để mẹ đi ra nhà bà Quân xem có cái gì cần ăn không nhá. Đấy, bây giờ còn mỗi miếng giò, ăn quá nhàn luôn. Thôi mà mẹ xin, ở đây thổ nghiệp chào mọi người nhá.